chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Năm ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019, các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Đông Nam Bộ. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng sau kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 20 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lãnh đạo một số bộ ngành và 63 tỉnh thành phố. Tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S, lãnh đạo các Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai của tỉnh đã tham dự. Báo cáo của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường cho thấy, thiên tai đã và đang diễn ra rất nghiêm trọng với những yếu tố hết sức cực đoan, bất thường, khó dự báo, cảnh báo. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng, thiệt hại về người và tài sản có giảm, song vẫn còn rất nặng nề với 224 người chết và mất tích năm 2018, giảm 30% so với năm 2017 là 386 người, thiệt hại kinh tế khoảng 20.000 tỷ đồng, giảm 67% so với năm 2017 là 60.000 tỷ đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 12 loại hình thiên tai, làm 23 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 337 tỷ đồng. Riêng tại Lâm Đồng, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, đã có hàng chục đợt mưa lớn, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân. Ước tính thiệt hại chung trên 120 tỷ đồng. Tỉnh Lâm Đồng đã phân bổ gần 110 tỷ đồng kinh phí từ ngân sách cho các địa phương khắc phục hậu quả của thiên tai, giúp nhân dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Về công tác phòng chống thiên tai thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ sớm xây dựng Trung tâm Điều hành Phòng chống thiên tai quốc gia vào cuối năm 2019, xây dựng đề án tổng thể phòng chống thiên tai các khu vực miền núi phía Bắc, tập trung chính vào nâng cao năng lực ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, miền Trung Tây Nguyên nâng cao năng lực ứng phó với bão mạnh, siêu bão, đặc biệt là khu vực ít xảy ra bão, hoàn thành việc lắp đặt thí điểm cảnh báo lũ quét sạt lở đất tại một số tỉnh miền núi. Sáng nay 20 tháng 6 tại thành phố Đà Lạt, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019, các tỉnh, thành ủy, khu vực miền Đông Nam Bộ. Chủ trì hội nghị có ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Dự hội nghị có các ông bà, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, khu vực miền Đông Nam Bộ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh thành đã về dự hội nghị do Ban báo chí tại tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, hoạt động giao ban trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo các tỉnh được duy trì hàng năm là một diễn đàn cơ hội tốt để tăng cường tình đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Những cách làm có hiệu quả về công tác tuyên giáo của Đảng, nhất là trong điều kiện các địa phương đều có sự tương đồng về địa lý, văn hóa, kinh tế, xã hội. Tại cuộc giao ban, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin về công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đánh giá tại hội nghị cho thấy, kết quả nổi bật được ngành tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, khu vực Đông Nam Bộ đạt được trong thời gian qua là làm tốt nhiệm vụ được giao, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, công tác tham mưu cấp ủy, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết Trung ương 8-9, nâng dần chất lượng, ngày càng đổi mới về phương pháp, nội dung, chú trọng sử dụng hình thức trực tuyến, công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương được đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh. Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.
công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội, thực hiện hiệu quả, tổ chức tốt mạng lưới thông tin từ tỉnh đến cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên thường xuyên củng cố, bồi dưỡng, tập huấn, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, đọc trên Internet, bước đầu mang lại hiệu quả, tăng cường kết nối, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các nhóm trang mạng xã hội của các địa phương, thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận chính trị, lịch sử đảng, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, khoa giáo, triển khai xây dựng, ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo cấp tỉnh trên cơ sở bộ máy tổ chức mới được kiện toàn, sắp xếp theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh thành ủy trong cụm đã chia sẻ nhiều ý kiến, kinh nghiệm trong công tác, đồng thời có nhiều kiến nghị đến lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm. Các ý kiến cơ bản đã được các vụ, cơ quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương giải trình, làm rõ thêm. Phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đánh giá cao những kết quả của ngành tuyên giáo trong thời gian qua, đồng thời đề ra những nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm. Trọng tâm là thực hiện tốt nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đặc biệt là thực hiện chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc tổ chức quán triệt, thái độ học tập chỉ thị, nghị quyết của cán bộ đảng viên nhằm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra. Chú trọng thực hiện trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị theo tinh thần quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương và phát hiện nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong nhân dân. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Tổ chức tốt hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Hôm nay, 20 tháng 6, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Đoàn Kết, huyện Đạ Oai và cử tri xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Cùng tham dự có đại diện các ngành của tỉnh và các địa phương. Tại các buổi tiếp xúc cử tri các địa phương, được đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thông tin kết quả nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 đến cử tri. Theo đó, tại kỳ họp này, có nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng được Quốc hội xem xét thông qua với sự đồng thuận cao. Và cũng tại kỳ họp, các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tham gia nhiều ý kiến trực tiếp tại hội trường và ý kiến về các dự án luật, chất vấn các bộ trưởng, những vấn đề liên quan đến đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội. Kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cử tri xã Đoàn Kết, huyện Đạ Oai đề nghị đầu tư hệ thống nước sạch, điện thắp sáng, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, tăng cường công tác giám sát chất lượng xây dựng cơ bản, đầu tư ao hồ chứa nước phục vụ sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo môi trường tiêu chí nông thôn mới, ưu tiên hỗ trợ người dân đối ứng với nhà nước xây dựng đường giao thông. Tại thành phố Bảo Lộc, cử tri xã Đại Lào đề nghị ngăn chặn tình trạng nổ mìn khai thác đá ảnh hưởng môi trường sinh hoạt, nhà ở của dân bị nứt, nâng cấp cải tạo đường giao thông, quản lý san gạt đất, xe quá tải, khai thác khoáng sản, giải quyết vấn đề tách thửa các quyền sử dụng đất, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chính sách vay vốn ưu đãi, nước sạch. Cử tri các địa phương được đại diện các ngành của tỉnh và chính quyền trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri. Qua các buổi tiếp xúc, vấn đề được nhân dân quan tâm tập trung kiến nghị đó là đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn mới, phát triển hạ tầng quản lý đất đai, nông nghiệp. Trả lời nội dung cử tri xã Đoàn Kết, huyện Đạ Oai, ngoài giải trình những vấn đề chung liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng và quản lý chất lượng xây dựng cơ bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ. Trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới, thì bà con cử tri hết sức quan tâm tới cái hạ tầng phục vụ cho phát triển sản xuất. Tôi suy nghĩ đây là những ý kiến hết sức là thiết thực. Điều đó thì cũng lưu ý đối với chính quyền địa phương, xã, huyện trong vấn đề triển khai thực hiện các cái công trình đầu tư trên địa bàn. Thì quá trình làm, tôi nghĩ là cái việc mà liên quan tới cái chất lượng công trình cũng hết sức là quan trọng. Để làm sao mà đường xá, cầu cống, rồi các cái công trình thì nó đảm bảo được cái yêu cầu về mặt chất lượng.
Nếu chúng ta không giám sát kỹ, không kiểm tra kỹ, không dùng giám sát vai trò thanh tra của nhân dân vào đối với các cái công trình liên quan tới các cái khu dân cư trên địa bàn của xã, thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng của công trình nó sẽ dễ dàng có vấn đề. Tất nhiên có những nhà thầu người ta rất là nghiêm túc và người ta rất là uy tín về mặt chất lượng, nhưng cũng có không ít nhà thầu, không ít cái đơn vị thi công là làm chất lượng không đảm bảo. Trả lời ý kiến cử tri xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, ông Đoàn Văn Việt nhấn mạnh đây là những đề đạt xác đáng, hợp lòng dân, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giải trình nội dung cử tri kiến nghị, đồng thời phân tích làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, giải quyết nhu cầu của người dân trong vấn đề này. Tôi kiến bức xúc lắm trước tình hình về đất đai, đúng không? Tranh chấp với nhau, rồi cái giải quyết cũng chưa thấu tình đạt lý, người dân cảm thấy là mình bị bức bách, mình bị không công bằng, hoặc là chưa được sự quan tâm của cấp chính quyền. Tất cả những cái việc như thế để mình thấy rằng cái 15 ý kiến phát biểu cũng như sự có mặt của quý vị đại biểu cử tri ở đây cũng nên nói rằng là những cái trăn trở, những cái mong muốn, những cái đề xuất và những yêu cầu để địa phương của chúng ta trong cái thời gian tới phát triển được cùng với các cái xã khác, các phường khác trong và ngoài thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương sớm vào cuộc kiểm tra, có giải pháp xử lý vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý, kịp thời thông tin kết quả cho nhân dân. Đối với những vấn đề khác, đoàn ghi nhận để tiếp tục kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết. Sáng 20 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng khóa 14 gồm ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách, ông Ca Nhiễu, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc với cử tri xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm và xã Gung Ré, huyện Di Linh, cùng tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và chính quyền địa phương. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm và cử tri xã Gung Ré, huyện Di Linh một số nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, những hoạt động của đoàn tại kỳ họp lần này. Trên tinh thần dân chủ, cử tri xã Lộc Ngãi đã kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và việc bố trí tái định cư cho các hộ dân nằm trong diện giải tỏa của dự án bô xít nhôm, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất sản xuất lâu năm. Về hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn thôn 2 và thôn 6, cử tri đề nghị nhà nước cần sớm đầu tư, nâng cấp để phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị sớm giải quyết tình trạng thiếu nguồn điện sử dụng và mất an toàn lưới điện tại xóm 1 và xóm 4 thôn 9 Lộc Ngãi, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đối với tuyến y tế cơ sở, tình trạng gia tăng nạn tín dụng đen, tệ nạn ma túy, chính sách phát triển sản xuất, thủ tục vay vốn. Tại xã Gung Ré, huyện Di Linh, một trong những nội dung được cử tri quan tâm đó là giá cà phê hiện nay xuống quá thấp, khiến cho người dân trồng cà phê gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, cử tri đề nghị nhà nước cần có cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, một số bất cập trong quy hoạch đất sử dụng ở giai đoạn 1 tại xã Gung Ré, vấn đề tăng thuế các mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá, nâng cấp tuyến đường quốc lộ 28, vấn đề chất lượng thi công các công trình phúc lợi, công tác phòng chống tham nhũng, chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, thôn, tổ dân phố, các quyền sử dụng đất, việc làm cho con em khu vực nông thôn cũng được cử tri Gung Ré chia sẻ. Tại buổi tiếp xúc, chính quyền huyện Bảo Lâm và Di Linh đã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trong phạm vi thẩm quyền địa phương, tập trung vào việc bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án bô xít nhôm. Việc triển khai đầu tư, hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước sạch, công tác đảm bảo an ninh trật tự, quy hoạch sử dụng đất ở, đất sản xuất, an toàn lưới điện, cấp quyền sử dụng đất tại địa phương. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình một số kiến nghị mà cử tri quan tâm. Trọng tâm là các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương, công tác đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống điện và một số lĩnh vực liên quan đến công tác cấp quyền sử dụng đất, công tác phòng chống tham nhũng, chính sách vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, bồi thường giải phóng mặt bằng, khu vực tái định cư, quy hoạch sử dụng đất và thông tin đến cử tri một số tuyến hạ tầng giao thông quan trọng kết nối giữa Lâm Đồng và các tỉnh vùng Tây Nguyên và Duyên Hải, miền Trung và dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam. Ngoài ra, đối với một số ý kiến khác, đoàn sẽ tổng hợp gửi đến các ngành chức năng trung ương và địa phương xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Cũng trong ngày hôm nay 20 tháng 6, ông Triệu Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt và Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng về việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại nhà trường. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã trao đổi và đề xuất đến đoàn giám sát về một số vấn đề vướng mắc trong việc triển khai luật giáo dục nghề nghiệp như cần phát triển, cụ thể hóa, đồng bộ chính sách pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tiến tới tự chủ, nhất là tự chủ trong công tác tổ chức và tài chính tại các đơn vị. Cụ thể hóa các hướng dẫn và thủ tục tài chính hỗ trợ cơ chế hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Đẩy mạnh phân luồng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác tuyển sinh, phát triển nhiều phương thức và trình độ đào tạo nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đào tạo chất lượng cao cho thị trường lao động. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp. Còn tại Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, những vấn đề về thực hiện chế độ chính sách cho giảng viên còn nhiều bất cập. Cần thành lập các trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho giảng viên, việc mở rộng chính sách cho các trường tư thục để đáp ứng được nguồn nhân lực. Tuy nhiên, việc tuyển sinh đầu vào hiện nay còn quá dễ dãi, thiếu kiểm soát về tính chuyên nghiệp, dẫn đến kém chất lượng, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp, không đảm bảo chỉ tiêu cũng được nhà trường kiến nghị đến đoàn giám sát. Từ những ý kiến kiến nghị của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt và Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng sẽ được đoàn giám sát tổng hợp để làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như trình lên các bộ ban ngành của Trung ương để từ đó có những điều chỉnh bổ sung hoàn thiện hơn nữa chính sách pháp luật giáo dục nghề nghiệp. Được biết, trong ngày 21 tháng 6, đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Thông tin về chương trình tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 8. Hôm nay, 20 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt khóa 11 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Lạt. Tại buổi tiếp xúc cử tri phường 11 và 12 thành phố Đà Lạt đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời nghe báo cáo về nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 và kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt khóa 11. Cử tri các phường 11 và 12 thành phố Đà Lạt đã nêu lên những vấn đề mà xã hội đang quan tâm như phòng chống tham nhũng, công tác quản lý bảo vệ rừng cần được thực hiện quyết liệt hơn và chú trọng việc thực hiện chế độ cho người có công. Một số vấn đề tại địa phương cũng được cử tri ý kiến, như cải thiện chất lượng mặt đường nội thành, quy hoạch để giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, tôn tạo cảnh quan các hồ tại thành phố Đà Lạt, phân định rõ ràng giữa đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp, chế độ phụ cấp cho tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, lắp đặt đường truyền ổn định cho camera an ninh. Cử tri phường 9 và phường 10 thành phố Đà Lạt phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt đạt được trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp các nội dung như vấn đề phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn diễn biến phức tạp, người dân lo lắng về chất lượng nước sinh hoạt của người dân thành phố, tình trạng quy hoạch treo tại một số khu vực khiến người dân bất an, không thể ổn định cuộc sống. Tình trạng người dân đã sử dụng nhiều năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy quyền sử dụng đất, tình trạng lắp đặt các công trình giao thông đường bộ và nâng cấp đường nội thành, triển khai không có quy trình, hoàn trả mặt bằng chậm, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị và lãng phí ngân sách. Đặc biệt, rất nhiều ý kiến lo lắng về tình trạng thường xuyên xảy ra ách tắc và mất an toàn giao thông tại ngã tư Phan Chu Trinh và đầu tư cải tạo nút giao thông Phan Chu Trinh được nhiều cử tri phản ánh, cũng như giải pháp hạn chế xe quá tải đi vào các đường trong khu dân cư và cấm các biển cấm đổ xe trong các con đường này, vì hiện nay ban đêm có rất nhiều xe đổ qua đêm gây cản trở cho sinh hoạt người dân. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ghi nhận những ý kiến của cử tri, trả lời những vấn đề nằm trong thẩm quyền của mình, đồng thời những vấn đề ngoài thẩm quyền sẽ tổng hợp, ghi nhận chuyển đến các ngành liên quan xem xét giải quyết trong kỳ họp sắp tới. Chiều qua 19 tháng 6, Báo Lâm Đồng đã tổ chức lễ khai trương Báo Lâm Đồng Điện tử với sự chứng kiến của ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành trong tỉnh. Báo Lâm Đồng được thành lập từ năm 1977. Trải qua 42 năm xây dựng và phát triển, Báo Lâm Đồng đã không ngừng lớn mạnh về quy mô hoạt động và chất lượng ấn phẩm. Hiện báo đang phát hành 5 kỳ một tuần các số thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 6 và cuối tuần. Bản tin ảnh dân tộc miền núi phát hành 1 kỳ một tháng. Năm 2010, Báo Lâm Đồng đã thiết lập trang thông tin điện tử với tên miền www.baolamdong.vn và www.dalatonline.vn. Cập nhật tin tức hàng ngày về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị, tin tức thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, phục vụ độc giả. Sau gần 10 năm hoạt động của trang thông tin điện tử, trước xu hướng phát triển của báo chí trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Báo Lâm Đồng đã triển khai dự án cải tiến, nâng cấp trang thông tin thành báo điện tử và được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép nhằm đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu tuyên truyền trong tình hình mới. Báo Lâm Đồng điện tử có 14 chuyên mục chính, trong đó có nhiều chuyên mục mang tính đặc thù của địa phương Lâm Đồng. Phát biểu tại buổi lễ khai trương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã chúc mừng Báo Lâm Đồng. Ngoài các ấn phẩm báo giấy, nay trang tin đã được nâng cấp trở thành tờ báo điện tử của địa phương, qua đó bày tỏ tin tưởng bằng trách nhiệm và nhiệt huyết đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên. Báo sẽ đáp ứng được yêu cầu đổi mới mà Thường trực Tỉnh ủy đã giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Báo Lâm Đồng phải luôn bám sát tôn chỉ mục đích của tờ báo đảng, kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, các nghị quyết của đảng, nhà nước và của tỉnh một cách sinh động đến các cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân. Các nhà báo phải đi sâu vào thực tiễn cuộc sống, kịp thời có bài viết hay về những mô hình phát triển kinh tế, cách làm mới, động viên, khích lệ nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo Lâm Đồng. Sáng nay, Sở Thông tin Truyền thông đã tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2019. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo, nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã tham dự. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông đã nhắc lại lịch sử phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam và sự trưởng thành của báo Lâm Đồng. Cùng với sự phát triển chung của báo chí cả nước, đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm báo chí, các chương trình phát thanh truyền hình của tỉnh Lâm Đồng ngày càng được cải thiện và có tính chuyên nghiệp cao. Các nội dung có tính thời sự, trọng tâm, các hoạt động chỉ đạo điều hành của tỉnh cũng như của các sở ngành, đơn vị, địa phương được cập nhật thường xuyên, thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác. Đồng thời đội ngũ, những người làm báo ở Lâm Đồng là lực lượng tiên phong đi đầu trong đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng, được thể hiện qua việc linh hoạt tổ chức, công bố, tin, bài, đấu tranh, phản bác, có tầm lý luận, mang ý nghĩa thực tiễn, có tính thuyết phục, góp phần củng cố và bảo vệ đời sống tinh thần của xã hội. Tôi cho rằng là cái định hướng dư luận xã hội là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng của báo chí, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi mà thông tin trên mạng xã hội, tin giả và tin thiếu kiểm chứng nở rộ, làm cho công chúng có cái nhìn thiếu khách quan, phiến diện về cái sự kiện hiện tượng đó, thì nhiệm vụ của nhà báo cần phải tiếp cận, phải phân tích và đem đến cho công chúng một cái nhìn toàn cảnh, khách quan và bản chất về cái sự kiện hiện tượng đang diễn ra trong đời sống xã hội. Đó cũng là nhiệm vụ rất là quan trọng để góp phần ổn định cái sự phát triển của xã hội. Đối với một nhà báo trong thời đại công nghệ 4.0 thì là một nhà báo thì phải là một nhà báo 3 trong một, thậm chí 4 trong 1. Và chúng tôi phải thực hiện cái nhiệm vụ đó là vừa viết, vừa quay phim, chụp hình và dựng hình. Như vậy thì hội tụ trong một nhà báo, chúng ta phải thực hiện nhiều loại hình trong cùng một lúc và phải thực hiện được làm thế nào để đưa tới cho người đọc, người xem những cái thông tin nhanh nhất, chính xác nhất, kịp thời nhất. Thay mặt cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đa cũng đã ghi nhận cảm ơn sự đóng góp của các nhà báo, cơ quan báo chí trong sự nghiệp phát triển của địa phương, là cầu nối quan trọng của đảng, chính quyền và nhân dân tại địa phương,
đồng thời hy vọng đội ngũ báo chí nhà báo thường trú của các cơ quan báo chí trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí Lâm Đồng để có thêm nhiều tin bài tuyên truyền về đường lối, chính sách, phản ánh đầy đủ, tích cực tình hình phát triển kinh tế xã hội, hình ảnh của Lâm Đồng đến với độc giả cả nước trong xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trung ương và địa phương đã đến thăm và chúc mừng Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Các đoàn lãnh đạo của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Học viện Lục quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Kiểm toán Nhà nước khu vực 8, Công ty Nhôm Lâm Đồng, Aribank Lâm Đồng, Mai Linh Đà Lạt, Đại học Đà Lạt, Đại học Giặc Sen Đà Lạt, Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Công ty VTC Digital, Công ty Alpha, Công ty TTC Lâm Đồng, Vinaphone, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, lãnh đạo huyện Đức Trọng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel Lâm Đồng đã đến thăm tặng hoa và gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ phóng viên và viên chức người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Lãnh đạo các đoàn khẳng định, trong sự phát triển và những thành tựu mà các đơn vị địa phương đạt được trong thời gian qua, luôn có sự đồng hành chia sẻ của cơ quan báo chí nói chung và Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng nói riêng trong công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, cũng như kịp thời phát hiện, góp ý xây dựng tích cực đối với các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý điều hành của các cơ quan đơn vị địa phương. Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã cảm ơn sự động viên của các cơ quan đơn vị trung ương và địa phương đến đội ngũ những người làm công tác phát thanh truyền hình và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nghề phát thanh viên là một trong những nghề rất đặc biệt, nghề không phải ai muốn cũng làm được. Khác với phát thanh viên truyền hình, phát thanh viên phát thanh ở góc độ nào đó cần có nội lực nhiều hơn, nhưng họ luôn là những người ít ai biết đến về nhân dạng, chỉ nghe và cảm qua giọng nói. Nhưng sự đóng góp của họ vào việc truyền tải những thông tin đến người nghe là không hề nhỏ, nhất là trong thời điểm các phương tiện truyền thông rất đa dạng và hiện đại. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu thêm về công việc thầm lặng của những phát thanh viên này. Điện thoại, TV, Internet đang chiếm ưu thế trong việc cập nhật thông tin của độc giả. Nhưng có thể nói, loại hình báo nói cũng đóng góp một phần không nhỏ, bởi ưu thế giúp chúng ta có thể nghe ở bất cứ đâu hoặc đang làm gì. Những thông tin từ loại hình báo chí này cũng được cập nhật liên tục và kịp thời. Ngoài truyền tải bằng các thiết bị, có một yếu tố khác cũng làm cho các tin tức trở nên sinh động hơn, đó là sự thể hiện của các phát thanh viên. Hơn 30 năm làm phát thanh viên Kiều Sương làm việc tại bộ phận phát thanh thuộc Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Mỗi ngày, chị gần như thể hiện hầu hết các bản tin, giọng đọc của chị đã trở nên thân thuộc với nhiều thế hệ thính giả. Mỗi bản tin, bài viết mà chị thể hiện đều mang một màu sắc rất riêng. Làm bất cứ nghề gì cũng phải có cái tâm và trái tim của mình. Bởi vì từ trái tim thì nó sẽ có những cảm xúc thật dành cho thính giả. Và nghề nào cũng phải có sự khổ luyện thì mới thành công được. Ngoài giọng nói mà trời phú rồi thì 70% là sự khổ luyện. Thì tôi nghĩ lúc đó thì chúng ta mới thành công được. Phải luôn luôn là tìm tòi học hỏi các kiến thức của xã hội, một kiến thức tổng hợp thì chúng ta mới có được một cái vốn tích lũy cho nghề của mình. Và chúng ta sẽ làm việc nó tốt hơn. Thông tin là nhu cầu mà bất cứ tầng lớp nào trong xã hội cũng cần cập nhật. Họ muốn hiểu về những lĩnh vực mà họ quan tâm. Song không phải ai, không phải ở đâu, họ cũng có thể dễ dàng nắm bắt. Vì vậy, ở mỗi loại hình báo chí đều có những ưu thế riêng, tùy thuộc vào đối tượng thính giả, độc giả. Và điều quan trọng là những thông tin ấy được truyền tải như thế nào. Người ta tuyên truyền nhiều cái, ví dụ việc làm này, về giảm nghèo hoặc là về một số dịch bệnh này kia để người dân nắm và biết cách phòng trừ này kia, thấy cũng nhiều cái nó hữu ích. Theo tôi thì cái phát thanh thì nó vẫn có cái vai trò riêng của nó chứ. Tôi là người dân ở vùng sâu vùng xa thì mỗi buổi sáng nó có việc đài truyền hình đó, đài truyền thanh đó.
thì nó cũng giúp ích cho người dân ở đây. Mỗi buổi sáng là 5 giờ sáng là đã nghe rồi, có người phát thanh viên ở Lâm Đồng mà nói rồi cũng nghe rất là hay đồ này nọ vậy đó. Thì nó cũng giúp ích cho xã hội, giúp ích cho người dân ở vùng xa. Phát thanh viên phát thanh gần như làm việc liên tục trong ngày bởi mật độ thể hiện các bản tin chuyên mục chuyên trang của họ rất lớn so với thể loại truyền hình. Làm việc lặng lẽ, nhưng ai trong số họ cũng vẫn luôn dành bầu nhiệt huyết cho công việc. Không chỉ là thể hiện tốt các bản tin, mà còn trang bị cho mình kiến thức trên lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội để có cái nhìn bao quát phục vụ cho công việc như một người làm báo thực thụ. Có thể nói là một thế hệ tiếp nối theo sau những đàn chị, mà hàng ngày thì chúng tôi vẫn có thể học hỏi được rất là nhiều điều trong cái cách làm việc của những anh chị đi trước như là chị Kiều Sương. Và đặc biệt đối với bộ phận phát thanh viên như chúng tôi thì có thể nói là những cái kiến thức đó rất là bổ ích để có thể là phục vụ bạn nghe đài gần xa ngày một tốt hơn, từ những cái cách dẫn dắt chương trình, thể hiện những cái bản tin, những cái chương trình thời sự sao cho hấp dẫn và thu hút người nghe hơn. Dân gian nói rằng nghề nào nghiệp nấy, nghề nào cũng có niềm vui và sự gian truân. Nhưng một khi đã dành tình yêu cho công việc mình chọn, tận tâm với nghề, thì ở đó mỗi người sẽ nhận lại cho mình những niềm vui riêng. Dẫu không dấn thân trên những con đường xa tấp, không trực diện với những sự kiện nóng hổi như các phóng viên, nhưng hàng ngày, giọng nói quen thuộc từ sóng radio, vang vọng, gần gũi, đã được người nghe đón đợi ở muôn nơi, cả trong những bản làng xa tít. Đó cũng là niềm hạnh phúc bình dị mà những phát thanh viên phát thanh nhận lại từ sự nỗ lực không ngừng của cái nghề nhiều gian truân vất vả nhưng cũng rất thanh cao. Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn còn ít, an ninh trật tự nông thôn còn nhiều bất cập. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.